dù biểu tình pháp tuần hành đòi quyền phá thai và đoàn kết với phụ nữ ở Hoa Kỳ, hàng trăm người dân Paris đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp vào thứ Bảy, mùng 2 tháng 7, chống lại việc tòa án tối cao Hoa Kỳ về quyền được phá thai theo hiến pháp của phụ nữ. Những người biểu tình ở Paris đã tuần hành về phía tháp Eiffel, hô vang đoàn kết với phụ nữ trên toàn thế giới, giơ cao các tấm treo và băng rôn với các khẩu hiệu như cơ thể của tôi, quyết định của tôi. Một cặp vợ chồng ở độ tuổi 30, Mathieu và Cynthia Barat, đã diễu hành cùng đứa con 3 tháng tuổi của họ. Cynthia Barrett nói cô ấy đã phá thai rồi, nó rất quan trọng. Nếu không, cô ấy đã có một đứa con mà cô ấy không muốn có. Những người biểu tình, chủ yếu là phụ nữ ở mọi lứa tuổi, cũng có nam giới tham gia. Phá thai được hợp pháp hóa ở Pháp vào năm 1975 do Bộ trưởng Y tế nữ quyền Simon Veil thúc đẩy. Quyết định của Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã gây ra các cuộc biểu tình trên toàn thế giới về tình đoàn kết với phụ nữ Mỹ. Tại Pháp, các nhà hoạt động và một số nhà lập pháp đã thúc giục ghi rõ quyền phá thai trong hiến pháp của Pháp.